Xin chào toàn thể anh em và bà con cô bác đã quay lại kênh của Máy Nhật Bãi Long An nha. Thì là nói đầu tiên thì Máy Nhật Bãi Long An xin chúc tất cả anh em và bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc được nhiều sức khỏe. Rồi thì hôm nay em có vệ sinh được hai cái máy dầu và hai cái máy xăng bơm nước. Để em giới thiệu từng con và báo giá luôn cho anh em và bà con mình cùng tham khảo luôn nha. Rồi thì bắt đầu em sẽ vô cái máy dầu đầu tiên thì mã số là 461, báo giá là 6 triệu nha anh em. Rồi dòng này thì là dòng Yanma L60, áo màu đỏ nhìn khá là đẹp nha. Cốt thẳng tua nhanh, này cốt lâu hết là 25 ly. Đây là model của máy L60, tốc độ của nó là 3.6 nha. Hình thức máy cũng còn tương đối khá đẹp. Cốt thẳng tua nhanh, cốt lâu hết là 25 ly. Thì nhắc lại với anh em mình đó là máy này về thiếu thùng dầu nha, thiếu thùng dầu, thành ra em đã lên một cái thùng dầu mới mà lỗi dày nha anh em, rất là dày, rất là chắc. Còn tất cả đều là hàng nguyên zin Nhật Bãi nha. Cục thẳng tôi nhanh, rồi để em test cho anh em mình cùng xem luôn. Đây thì với hình thức máy dầu thì khởi động mình kéo thẳng thì giật ra, có một cái tăng gắt mình trả giật về, rồi mình đã còn bảo xuống lên ra. Thì em mới vừa test xong cái máy dầu Yanma L60, công suất là 6 ngựa, cốt thẳng tua nhanh nha. Thì hình thức máy này là máy giật, không có đề nha anh em. Báo giá là 6 triệu, mã số 461. Rồi em tiếp tục em lên cái máy dầu cũng Yanma L60 luôn, nhưng mà máy này đang kéo cái bộ bơm zin Yanma luôn nha. Đây, đối với máy này thì tất cả đều còn là nguyên bản nguyên zin hết. Có được 4 cái cây này, 4 cái cây để dành khiên máy rất là đã nha. Anh em thấy ốc vàng luôn không? Máy còn khá là mới. Thì
dòng này là Giang Mang là 60, ký hiệu của bơm là BDA50B, là mình gọi là bơm 5 luôn anh em ơi. Nhưng em còn khá là đã. Thì dòng này thì em có tham khảo thông số, bây giờ nó tối quá không thấy nha, nó lưu lượng của nó đạt được là 600 lít trên phút. 600 lít trên phút nha anh em. Còn khá là mới. Thì cái này nó được hỗ trợ theo cái con nó nhanh. Con nó nhanh nhá. Đây. Bạch quá, nó còn mới quá. Đó. Vậy là mình rút ra, rồi mình lấy cái này ra. Đó, ok. Khô ráo sạch sẽ. Em thấy chủ đề không? Bảy màu luôn. Mặt cả gì hết. Máy này nó về nó không có bình nha. Anh em nào có sử dụng thì trang bị một cái bình xe Sirius là ok. Honda hoặc là Sirius cũng được. Đây. Màn là 60 nè. Tốc độ cũng 3.6 nha. Anh em thấy lắp bô không? Quay gì cho dễ thấy. Còn cái lớp này là nó bảo vệ cho cái cốc đề không có bị nước vô hay gì đó anh em ơi. Có gắn thêm một cái hộp. À, quay cận cảnh hết chi tiết cho anh em mình cùng xem luôn rồi. Đối với cái máy dầu này. Cái máy dầu này về nó còn cái nắp bằng nhựa nha. Cái nắp này đáng lẽ là thường nó bị rớt mắt là tại vì nó chỉ gài lên. Không có cứng chắc đâu, nó chỉ gài lên vậy thôi. Mà nó về thì nói chung ít có ai va chạm. Rồi thùng dầu thì nó hơi bị cắn như này. Ốc cũng còn vàng nha. Đó, anh em thấy ổ quét không? Quá đã luôn. Chữ dầu thì khỏi phải bàn. Đây, thùng dầu mới tin. Thì nó máy này về thì cái ổ khóa, nói chung là ổ khóa của nó là nó đã bị hư rồi, mắc kìa luôn. Em cũng cố gắng em săn được một cái ổ khóa cũng trên nhật bãi nha. Cái này không phải là ổ khóa của nó, thật ra là ổ khóa này là ổ khóa của máy khác. Thì em cũng đấu dây đi lại đừng mà có đủ với cái phần của máy này, nên cho anh em nào có xài dễ sử dụng, tại vì nó có học bình, có dây đề đồ ra hết luôn rồi. Đây nè, ở nhà em có được một cái bình nhỏ thì em thử chạy rất là ok nha. Đó, nó có dây cũ sẵn hết, bát bông như dây này nó gài vô đây. Dây lửa và dây mát nó đang có nha. Thì mát thì bắt là mát sườn bắt là nào. Còn lửa thì nó bắt vô cộng của phụ đề và phụ bình. Rồi, thì bắt đầu em sẽ test một đối với một cái máy dầu này cho anh em xem. Cái này em cầm một tay chắc em rút ra luôn rồi. Gắn lần tay chắc gắn không nổi rồi. Rồi, vậy đi. Rồi bây giờ là cũng là lên ga. Mà cái lực bình máy này thì em khỏi cần bẻ cò nha. Rồi, để y luôn nè.
theo là máy vịt. Đây là mình đề nhưng mà hết bình mình cũng nhấn vịt nha. Rồi nè, tăng hơi nằm đây luôn rồi. Rồi cái máy dầu này bơm nước thì còn gì bằng nữa. Em nhắc lại nha, mã số 462, báo giá là 8.500.000. Thì hình thức máy bên em thì em đã là bao ship cho anh em bà con tới nơi tới nhà rồi nha anh em. Này là gọi là cốt thẳng tua nhanh luôn nè, cốt thẳng tua nhanh thì nói chung là mình có phụ đề hỗ trợ rất là đã. Rồi giá 8.500.000, bao ship tận nơi tận nhà anh em luôn. Rồi phía sau em là hai cái bơm nước máy khung thì dòng máy hệ nha. Thì mã số là 463, báo giá là 3.300.000. Thì dòng này là dòng Sabagu EX17. Thì công suất của máy này là 6 ngựa nha anh em. Bơm nước họng hút xả 80. Đây hộp cò OHC. Máy thì máy và bơm thì tương đối nha. Này này thì do em cũng không có rửa gì đâu, em chỉ là xịt dầu nước rồi em rửa lại thôi, không có chà không có kỳ. Thì hình cái nó hơi bị phèn á anh em, phèn đó. Thành ra là một cái dòng máy 6 ngựa Sabagu mang bầu bơm 80 thì em để giá cho anh em là 3.300.000 thôi, em đã bao phí ship rồi luôn nha. Đó. Cái lưu lượng của máy này là hình như là 930 lít đó. Rồi bơm là bơm Cosin mắt in da băng luôn nha. Sang bên trong thì khá là mới anh em ơi. Đây khi mình thử máy thì mình cũng đã có kiểm tra qua rồi, rất là mới. Rồi một cái máy Rubin EX17 công suất 6 ngựa, bơm nước hồng hút cả 80. Bắt đầu để em test anh em mình xem luôn nha. Mình nhìn thấy cái tổng thể thì máy nó không được đẹp gì mấy, nhưng anh em nhìn kỹ thôi. Cái bầu bơm nè, nó như vậy là nó rất là ít xài nha. Tại nó bỏ rồi nước mặn, nước biển làm mất giá trị cái máy mình luôn. Đó. Nè, nó đâu có xài gì nhiều đâu. Chỉ xài nhiều nó sẽ ảnh hưởng là mình nhìn thấy mình biết. Rồi thì em mới vừa test xong cái máy bơm Rubin EX17 công suất là 6 ngựa, số 463, báo giá là 3.300.000 nha. Rồi tiếp tục thì em có một cái máy bơm cũng họng hút xả 80, bơm Cosin luôn. Và dòng này là dòng Honda nha, GX160, công suất là 5 ngựa rưỡi.
có đóng này nha anh em. Thì máy này cũng có cắn cây này, nó rất công về bị phạm vô đây mất miếng nước sơn. Còn chỗ này là mình mở nắp á, nắp gì nè, cái tay mình cứ gà vô hoài nó hơi chạy nha. Còn thùng xăng bên trong thì rất là mới đó, không biết có thấy không, cũng không thấy luôn mà mới nha anh em. Nó cũng để mưa nắng thôi. Đây thùng xăng benzin hộp cò, hộp cò đấy có xét nhẹ chút xíu đây thôi, còn mới tinh này đó, bô cũng còn khô ráo luôn nè, anh em thấy bắt ra không. Nói chung là chi tiết máy này thì nó cũng khá là mới đó anh em, cũng còn khá là mới. Tổng hút xả 80/80 thì lưu lượng của máy này chắc cũng đạt 930 lít như máy kia luôn á. Tại dòng bơm Cosin thì nó chắc tương đối giống nhau, đúng rồi anh em ơi đó. Cũng là một cái bơm cái cách xài, lốc còn khá là trắng nha, đẹp lắm. Rồi cái máy bơm Honda GX160 mã số 464 giá 4.500.000 nha anh em, rồi đem test cho anh em tham khảo về máy luôn. Rồi hôm nay em có 4 cái máy quay cho anh em tham khảo nha. Rồi như ai có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em là 0908 116 276. Kết thúc video thì em xin chúc tất cả anh em và bà con cô bác được nhiều sức khỏe. Em xin chào.